Câu hỏi thứ tư là học Master và PhD có được trả lương hay không? Xin chào các bạn, mình là Phương, mình đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ gọi là postdoc ở bệnh viện của trường đại học Harvard. Mình cũng đã có khoảng thời gian học cử nhân và thạc sĩ tiến sĩ ở trường công cộng DA và McGill ở Canada, cho nên mình muốn cái clip này chia sẻ với các bạn về con đường nghiên cứu khoa học của mình ở Canada và Mỹ. Lần trước mình có đăng một clip về một ngày của mình ở Boston, ở một trang của các sinh viên thì mình được các bạn hỏi thăm kinh nghiệm rất là nhiều, cho nên lần này mình sẽ làm một clip hỏi và đáp cho những cái câu hỏi chung mình được nhận từ các em. Mình sẽ hạn chế bớt đăng lên các trang, các forum để không làm phiền những thành viên khác. Nên hy vọng nếu các bạn thấy những chia sẻ này bổ ích thì hãy subscribe kênh của mình và chia sẻ với mọi người. Rồi, vậy câu hỏi thứ nhất thì background của mình là gì? Thì mình học cấp 3 ở trường Lê Hồng Phong ở Việt Nam. Sau khi học xong cấp 3 thì mình qua Montreal, Canada để học đại học. Thì hồi học cấp 3 thì mình học về ở khối D là về toán anh văn, thì sẽ là thiên về business. Thì chỉ đến khi mà lên lớp 11 á, thì mình có được nghe nói là có thầy hiệu trưởng của trường lúc đó là thầy Châu có mở một cái lớp về ở bên ngoài về sinh học. Mình thì không thích sinh học nhưng mà mình rất là ngưỡng mộ thầy, cho nên là mình đi với bạn mình đến học thử cho biết. Thì cái lớp hôm đó đó là về di truyền và cái cách thầy dạy và cái nội dung rất là thú vị, cho nên là lúc đó là mình mới nhận ra là mình rất là thích cái ngành này. Thì học khối D chỉ có được học sinh học một tiết một tuần thôi, thì mình phải tự học. Và sau đó thì mình khi mà qua đây học đại học đó, thì mình học cái ngành là Cell and Molecular Biology. Nhân dịp này mình cũng muốn chia sẻ với các em mà đang định hướng tìm hiểu nghề nghiệp cho bản thân á, thì đúng là chỉ có các em mới là người hiểu bản thân mình nhất. Nhưng mà các em không thể nào ngồi đó mà tự suy nghĩ là mình thích gì và mình không thích gì. Các em phải chịu khó hỏi thăm thật nhiều, tìm hiểu thật nhiều, và đặc biệt là nghiêm túc với cái việc tìm hiểu đó. Bởi vì chị cũng nhận được một số rất là khá là nhiều các em nhắn tin riêng hỏi thăm chị. Thì có thấy được hai cái nhóm rõ ràng là một nhóm thì cho dù các em chưa định hướng rõ ràng nhưng các em rất là nghiêm túc, và những cái câu hỏi đặt ra là thấy được sự có một cái sự mong muốn tìm hiểu thông tin để có thể định hướng được. Và một nhóm thì kiểu giống như hỏi bâng quơ, hỏi thôi chứ cũng không thực sự là nghĩ là sẽ dùng những cái thông tin đó để làm vào việc gì, hoặc là sẽ có thực sự tìm hiểu sâu hơn sau khi chị cung cấp những thông tin. Thì chị cũng chỉ thấy là khá là tiếc cho những em đó. Bây giờ quay trở lại cái background của chị. Thì sau khi chị đến Montreal, Canada thì chị học bachelor degree ở Concordia. Chị học ngành Cell and Molecular Biology. Học ngành này thì các em có thể học sau đó có thể kiếm những công việc về biology hoặc là biotechnology, hoặc là chuyên sâu giống như chị học về Human Genetics, là những bệnh di truyền về người. Thì sau khi học xong 4 năm học Bachelor thì chị apply để xin vô một cái lab ở Master, học Master Program ở trường McGill. Thì chị được học với cô giáo của chị. Sau một khoảng thời gian thì cô thấy chị phù hợp với lab nên cô đề nghị chị học tiếp lên học PhD của lab. Thì sau khi học xong PhD thì chị apply để xin vô và được nhận ở một phòng lab của bệnh viện trường Harvard. Thì chị cũng mới bắt đầu làm việc hồi tháng 5 năm nay. Câu hỏi thứ hai là bằng cấp trong nghiên cứu thì như thế nào và học trong bao lâu? Thì trong nghiên cứu có 3 loại bằng là Bachelor, Master và PhD. Thì PhD là ngành bằng cao nhất. Thì sau khi học xong PhD á, thì các bạn có thể lấy học nghiên cứu sau tiến sĩ là postdoc, là để lấy thêm kinh nghiệm để có thể làm ở phòng lab, làm professor hoặc là làm trong industry. Thì những cái danh hiệu như là postdoc hay là professor hay là industry thì chỉ là những cái nghề chứ không phải là bằng. Cho nên là PhD vẫn là cái bằng cao nhất. Tiếp theo là học trong bao lâu? Thì nếu mà các bạn học xong lớp 12 ở Việt Nam thì qua đây thì sẽ học bachelor là 4 năm. Sau đó thì sẽ master là 2 năm và PhD là 4 đến 6 năm. Ở Canada thì PhD là như vậy, chứ mình biết là một số nước ở châu Âu thì chỉ tốn từ 3 năm
học 3 năm PhD. Khác với một số ngành khác, ví dụ như là business á, thì trong nghiên cứu á, cái số lượng người mà có được bằng bachelor và master càng ngày càng rất rất nhiều. Cho nên là nếu mà có cơ hội và có thời gian thì mình nghĩ các bạn, các em nên nghĩ đến việc học có bằng PhD để tạo một cái lợi thế khi kiếm việc. Khi mà học xong bachelor, các bạn có thể kiếm được việc ở trong phòng lab hoặc là trong công ty. Nhưng mà thực sự thì khó mà cạnh tranh với được người có bằng master. Bởi vì sự thật thì cái việc training giữa bachelor và master đã có một cái độ chênh lệch rất là lớn. Đó là khi mà học bachelor thì chủ yếu là các bạn học về kiến thức lý thuyết cơ bản. Các bạn sẽ được học trong phòng lab nhưng mà sẽ được giống như là một giống như là beginner, là mới có được những cái kỹ năng cơ bản. Học master là các bạn sẽ được đưa một cái project cho chính mình để mà làm việc, bảo vệ luận án. Thì khi đó thì sẽ trưởng thành hơn và có một cái độ tự lập và kinh nghiệm. Thì cùng với một concept đó thì khi học PhD thì các bạn sẽ được đưa một cái project chuyên sâu hơn nữa để có thể làm việc đến trong vòng 4 năm hoặc hơn. Thì như vậy thì thường thường các bạn sẽ có một cái độ kinh nghiệm dày dạn nữa và được chuyên hơn về những lĩnh vực mình thích. Thì đây chỉ là một nhận xét chung tổng quát của mình về giá trị bằng cấp trong nghiên cứu. Chứ mỗi người thì sẽ có những tình huống khác nhau. Và có rất nhiều trường hợp là có bằng bachelor hay master nhưng rất thành công trong công việc. Thứ tư là học master và PhD có được trả lương hay không. Thì ở Canada thì master và PhD nếu các bạn sẽ được trả lương nếu các bạn học về chương trình thesis program. Sau khi mà các bạn muốn học master đó, thường thường sẽ có hai loại là non-thesis và thesis. Thì non-thesis program thì thường thường là khi các bạn học những cái lớp và các bạn không có những cái lab riêng, rồi làm việc project riêng và các bạn phải tự trả tiền cho cái program đó. Ví dụ như ở McGill thì biotechnology là non-thesis program. Còn human genetics là thesis program. Thì thesis là khi các bạn kiếm được một phòng lab, các bạn xin được vào giáo sư họ nhận thì các bạn sẽ được cho một cái project để các bạn làm để bảo vệ luận án. Thì như vậy thì khi đó các bạn sẽ được giáo sư họ trả lương. Lương sẽ là chỉ là minimum living expense thôi, nhưng mà đủ để cho các bạn trả tiền học phí và tiền sinh hoạt sống. Như vậy cũng là một cái điều tốt bởi vì khi đó các bạn không có phải lo lắng về việc kiếm tiền để học và trả học phí, và đặc biệt là khi học PhD là một khoảng thời gian dài. Như vậy là mình đã giới thiệu được với các bạn một số thông tin cơ bản về việc học nghiên cứu ở Canada. Ở trong clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình để cho việc apply học master như thế nào, học PhD ở McGill như thế nào và việc apply cho phòng lab ở bệnh viện trường đại học Harvard như thế nào. Các bạn có thể thấy là đằng sau lưng mình là con đường của thành phố Boston nơi mình đang sống. Thì trong những clip tiếp theo mình cũng sẽ chia sẻ thêm về cái đời sống ở Boston và ở Montreal. Các bạn hãy subscribe cho kênh của mình để ủng hộ mình và có thể nhận được thông tin nhanh nhất từ những clip tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại.